Sáng mùng 1 tháng 11 tại sân trường trung học cơ sở Trần Cao, huyện Phù Cừ, liên hoan các trò chơi dân gian tỉnh Hưng Yên năm 2024 đã được tổ chức. Đây là lần thứ hai liên hoan các trò chơi dân gian được tổ chức. Đây là chương trình dành riêng cho các em học sinh do nhà thiếu nhi tỉnh Hưng Yên phối hợp với đoàn thanh niên huyện Phù Cừ triển khai. Dự liên hoan lần này có 10 đội thi đến từ 10 trường trung học cơ sở, tiểu học và trung học cơ sở trong huyện Phù Cừ tham gia tranh tài ở 5 trò chơi dân gian là kéo co, đi cục kiều, nhảy bao bố, bịt mắt đánh trống và chơi ô ăn quan. Những trò chơi vui nhộn, những màn thi đấu sôi nổi, tiếng hò reo của cổ động viên, những đội chiến thắng. Kết thúc hội thi, trường trung học cơ sở Minh Hoàng đã giành chiến thắng thuyết phục ở 3 trên 5 trò chơi và trở thành đội giành chiến thắng toàn đoàn.